Hiện tại thị trường của chúng ta đang có một cái lượng dòng tiền vô cùng là lớn đổ vào những cái cổ phiếu nhóm banh và qua đó tạo thành một cái sóng banh cực kỳ khỏe. Và cái việc mà thị trường nó có phá cái vùng cản 1300 hay không ấy thì nó sẽ chỉ là sớm hay muộn thôi. Còn cái quan trọng trong giai đoạn sắp tới là chúng ta sẽ phải lên một cái kịch bản cũng như là cái việc chúng ta hành động và một cái chiến lược mua bán hợp lý để làm sao chúng ta sẽ tận dụng được từng cái nhịp của thị trường. Và trong giai đoạn sắp tới thì mình cũng sẽ chia sẻ với các anh chị về những cái trạng thái của cổ phiếu nó sẽ có tiềm năng bùng nổ để các anh chị có thể tận dụng trong một cái nhịp mà thị trường đang có cái sự hưng phấn. Và đồng thời mình cũng sẽ chia sẻ với các anh chị về những cái cổ phiếu tiềm năng, những cái trạng thái mà thị trường nó có những cái điểm cân bằng và test lại thì tại những cái thời điểm đấy nó sẽ có những cái thời điểm mà siêu cổ phiếu xuất hiện. Thì trong video ngày hôm nay mình sẽ cùng với các anh chị uh, phân tích và đánh giá nhá. Ok ạ. Uh, lần đầu tiên thì cho mình gửi lời chào đến các anh chị đang theo dõi kênh YouTube của công minh. Ngày hôm nay thì chúng ta thấy là thị trường nó đang có những cái tín hiệu cực kỳ là tích cực khi mà ngày hôm nay thị trường kéo lên 10 điểm với cái mức thanh khoản là gần 23.000 tỷ chúng ta nhìn cái thanh khoản của thị trường này nó có cái sự đột biến hơn rất là nhiều đấy và trong những cái video trước thì mình cũng có phân tích với các anh chị về một cái vấn đề đó chính là thị trường này nó mà được kéo lên với thanh khoản lớn ấy, thì chưa chắc nó đã là một cái tín hiệu tốt nhé chưa chắc thôi đấy quan trọng là nó có được kéo lên bởi các cổ phiếu của sóng ngành hay không đấy và ngày hôm nay thì mình thấy là nó có cái trạng thái kéo lên của các cổ phiếu nhóm banh và nó đang là những cái sóng ngành tiềm năng thì mình thấy là thị trường nó đang đang tích cực nhỉ? nó đang tương đối là tích cực đấy và chúng ta cần phải theo dõi thị trường sắp tới để xem là diễn biến thị trường nó ra sao và chúng ta sẽ có từng cái chiến lược phù hợp à, còn các anh chị nào mà đã theo dõi kênh của mình ấy, thì chắc là chúng ta hiện tại đều đang có được những cái vị thế rất là tốt khi mà chúng ta đã đồng hành với nhau từ những cái thời điểm mà thị trường nó có những cái phiên cao chào bán thì tại những cái thời điểm đấy mình đã cho các anh chị gọi là cây mua để gom một cái phần vị thế 30 đến 50 để chúng ta cược trước khi mà thị trường có những cái phiên bùng nổ xác nhận đáy. Và sau khi mà thị trường có những phiên bùng nổ xác nhận đáy thì cái việc mà chúng ta đẩy lên 50 hay là 70% để chúng ta đặt cược cho một cái nhịp phục hồi nó là một cái trạng thái mà mình đã chia sẻ với các anh chị rất là nhiều. Và sau đó thị trường nó kéo lên đến những cái vùng cản 1280, 1290 và nó không có một cái sóng ngành nào đủ sức để dẫn dắt thị trường. Và thanh khoản nó dần dần nó cứ giảm dần giảm dần thì thời điểm đó mình cũng có đề cập với các anh chị là thị trường này rất dễ nó sẽ có những cái nhịp test lại và những cái nhịp test lại điều chỉnh ấy, nó là một cái nhịp tất yếu và sau khi thị trường điều chỉnh xong nó sẽ bắt đầu vào một cái con sóng mạnh và lúc đấy sóng ngành xuất hiện siêu cổ phiếu xuất hiện và các anh chị mà chỉ cần đánh đúng sóng ngành và đánh đúng siêu cổ phiếu là các anh chị sẽ có sẽ là những người chiến thắng thị trường này đấy nên là với những anh chị nào mà theo dõi mình thì chắc là chúng ta đều nhớ là những cái thời điểm này đấy mình chỉ có đề cập các anh chị mua những thời điểm này thôi đấy, hay những cái thời điểm này những cái thời điểm rũ này thì đề cập các anh chị mua rất là nhiều Đấy, nhưng mà các anh chị thì toàn hỏi mình ở những cái thời điểm này thôi Đấy, Các anh chị toàn hỏi mình ở những cái thời điểm mà thị trường nó lên cao ấy này Hay là những cái thời điểm này Đấy, Các anh chị hỏi rất là nhiều Các anh chị hỏi là uh, có nên mua không hay là có sợ nó sẽ chạy mất hay không Đấy, Nhưng mà những cái thời điểm mà thị trường điều chỉnh này Thì đúng là trái hỏi cả Còn bây giờ thì trong zoom cộng đồng thì mọi người rất là hưng phấn Đấy, Ai ai cũng, cũng hưng phấn và ai ai cũng muốn mua Đấy. Và mình thấy là có một cái trạng thái rất là tích cực nhé là bắt đầu mọi người bắt đầu có cái trạng thái đi khoe lãi. Đấy, khoe lãi. Tại sao mình lại cho rằng nó là tích cực? Bởi vì là mình thấy là nó cũng rất là đáng tự hào khi mà mình cũng đã hỗ trợ được các anh chị mua được từ những cái điểm mua tốt và đến hiện tại là chúng ta đều có được những cái mức lãi tốt. Và bây giờ các anh chị nhìn trên danh mục những cái cổ phiếu khỏe thì hầu như đều là những cái cổ phiếu mà mình có phân tích với các anh chị. Mình lấy ví dụ về nhóm bất động sản thì chúng ta thấy là những cổ phiếu như là KDH, HDG, DPG. Đó nó là những cái cổ phiếu bất động sản rất là khỏe thì mình đều đề cập với các anh chị rồi. Đấy, hay là những cái trạng thái của chứng khoán thì từ HCM những cái thời điểm này các anh chị hỏi mua thì mình đề cập không, nhưng mà một pha rũ này này về cái vùng đầu 28 ấy thì nó lại là một cái vùng mà mình có đề cập với các anh chị về một cái điểm gom. Đó. Hay là chúng ta nhìn MBS cũng vậy, đấy chứng khoán thì mình chỉ có ưng mỗi MBS và HCM thôi. Đấy và mình cho rằng là nó vẫn chưa có sóng đâu, nhưng mà mình ưng hai con này. Đấy bởi vì là rất dễ là thị trường này hưng phấn thì những con này nó vẫn được kéo đi. Đấy thì chúng ta thấy là những cái thời điểm mà nó có những cái trạng thái kéo này dòng tiền vào này và tiếp tục có lực cầu đẩy vào này thì mình luôn luôn phân tích với các chị là các chị hoàn toàn có thể cược được ở đây để căn được những cái điểm bùng nổ của nó. đấy và đến lúc nó bùng nổ ấy các anh chị sẽ xem xét là sau đó nó có một cái trạng thái tiếp diễn của một cái trạng thái tiền lớn đổ vào tiếp hay không nếu có tiếp diễn các anh chị cứ thế mà nắm giữ còn nó không có tiếp diễn ấy và nó có những cái trạng thái mà nó nó xấu ấy thì chúng ta sẽ bán nhà chúng ta sẽ bán và chốt lời tí nữa mình sẽ phân tích các anh chị đâu là một cái cái form tốt để chúng ta có thể giữ lại và đâu là một cái form mà chúng ta có thể chốt với những cái phiên bùng nổ nhá tí nữa mình sẽ phân tích với các anh chị nó thì đấy là là chia sẻ với các anh chị một chút đây về cái kịch bản về thị trường ấy, thì thật sự là mình cũng có chia sẻ với các anh chị rất là nhiều rồi từ những cái thời điểm này từ những cái thời điểm này là những cái thời điểm mà mình lên cho các anh chị về một cái kế hoạch trong một cái file chiến lược đấy các anh chị nào trong zoom uh, khuyến nghị trong zoom vip của mình thì đều tham gia vào những cái buổi training nội bộ đấy rồi Đấy, và trong cái buổi training nội bộ đấy thì mình có đề cập với các anh chị về một cái kịch bản thị trường đó chính là đầu tiên là nó sẽ có những cái trạng thái rung lắc điều chỉnh về bốn x 125x là bình thường đấy và những cái thời điểm mà nó về đây này nó sẽ là những cái thời điểm để chúng ta mua những cái cổ phiếu nhóm một là những cổ phiếu mà nó có cái xung lực khỏe để chúng ta mua và đánh ngắn và chốt lời khi mà nó bật lên đấy nên là chúng ta nhìn đấy đến hiện tại những cổ phiếu như là DG này PDR này HCM này CTG này MWG này, FTS này hay BSI này, đều là những cổ phiếu rất khỏe. Hay là chúng ta có những cổ phiếu HDG, KDH, DPG đều là những cổ phiếu bật lên rất là tốt. Masan BSR cũng cũng rất là ok từ những cái điểm mua. Đó, hay là gần đây nhất này, đúng không? Sau kịch bản 1 thì nó sẽ là cái kịch bản 2. Kịch bản 2 đó chính là thị trường nó xác nhận test thành công ấy thì chúng ta sẽ tập trung cho mình nhóm cổ phiếu 2 và cổ phiếu 3. Khi mà thị trường kéo lên đến đỉnh 1 1300 Đấy, từ những cái lúc mà thị trường nó về 1240, 1250 thì mình đã phân tích với các anh chị về một cái trạng thái là thị trường này nó test xong ấy nó sẽ kéo lại ngược lại lên 1290, 1300 để nó test tiếp. Đấy và trong những cái trạng thái mà nó kéo lên ấy thì chúng ta biết là chúng ta sẽ phải tập trung vào nhóm cổ phiếu 2 và cổ phiếu 3. Nhóm cổ phiếu 2 là những cái cổ phiếu mà nó là những cổ phiếu đi ngược. Giống như là giai đoạn vừa rồi chúng ta sẽ có được những cái cổ phiếu mà nó bật tăng rất là tốt như là đây chúng ta có IMP, VLB, NAF đều bật lên rất là tốt. BWE, Bình Minh, Pan, đấy, TCO, nó là những cổ phiếu bật lên rất là tốt. Nó đi ngược thị trường. Những cái lúc mà thị trường nó đi ngang, tích lũy, cân bằng thì những con này nó lại bật lên. Đấy còn những cái lúc mà thị trường nó tốt thì những con này nó vẫn nó chỉ trứng lại thôi. Đấy nên là chúng ta có thể cược được cho mình những cái cổ phiếu nhóm 2 hay là chúng ta sẽ đánh về những cái cổ phiếu nhóm 3 thì chúng ta thấy là mình đều đề cập về các chị những cổ phiếu rất khỏe như là KDH, Nam Long, HDG, DPG, STB, Tiên Phong Bank, MSB, ACB, MB Bank đấy hầu hết là đều là những cổ phiếu khỏe để chúng ta tầm ngắm. đấy nên là với các anh chị nào mà có theo dõi và có ở trong dung khách hàng của mình ấy, thì chắc chắn là cái nhịp vừa rồi chúng ta đều là những người mà có được những cái vị thế tốt. đấy và các anh chị có nhớ cái phiên này này, mình mạnh dạn bảo các chị phun hàng luôn, bởi vì mình thấy là một cái trạng thái mà thị trường nó test xong và nó có cái phiên đảo chiều ấy thì chắc chắn nhịp sau nó sẽ kéo lên ít nhất một nghìn hai trăm chín mươi, một nó sẽ ít nhất nó sẽ kéo lên đến cái vùng đấy để test lại và test ấy, nó sẽ test lại quanh quanh đây thôi đấy ví dụ này nó có kéo lên một nghìn hai nó sẽ test lại quanh 1270 thôi để sau đó nó sẽ bắt đầu lại một cái nhịp sóng tiếp theo đây là các anh chị phải chú ý cho mình những cái kịch bản sắp tới của thị trường nhá thị trường sắp tới thì mình đánh giá là cực kỳ tiềm năng đấy khi mà nó đã có cái sóng banh dẫn dắt thị trường rồi đấy quan trọng là đoạn này nó có sóng banh nhá chứ nếu mà như đoạn này này nó chưa có sóng dòng dẫn dắt ấy, thì khả năng thị trường nó sẽ còn điều chỉnh sâu nhưng mà hiện tại thị trường nó đã có sóng dòng dẫn dắt rồi thì chúng ta thấy là cái thị trường này nó đang ở một cái trạng thái rất là tích cực và những cái thời điểm mà chúng ta mà không đánh ấy, thì không có cái thời điểm nào để đáng để chúng ta đánh cả nên là đoạn này các anh chị bắt buộc là chúng ta phải tham gia thị trường đấy và tham gia ở những thời điểm nào thì chúng ta tí nữa mình sẽ đề cập với các anh chị về một số cổ phiếu cũng như là một số những cái trạng thái để chúng ta có thể tham gia với các anh chị nào mà giai đoạn vừa rồi tham gia muộn nhá còn về kịch bản của thị trường trong một vài phiên sắp tới thì các anh chị sẽ lưu ý cho mình về một cái trạng thái như sau này đó. Rất nhiều anh chị hỏi mình là cái giai đoạn này thị trường có vượt được 1.300 hay không Thì trước mắt này các anh chị phải hiểu này Hiện tại chúng ta đang ở một cái vùng gọi là một cái vùng hấp thụ lực cung Đây Thị trường hiện tại đang ở một cái vùng hấp thụ lực cung Sau khi mà nó đã có những cái tín hiệu đảo chiều Thị trường nó kéo lên mùng 1280 Nó bắt đầu nó có cái lực cung xuất hiện Sau đó này nó test một một cây này Và cây thứ hai này Gần như là cái cây thứ hai nó lấp luôn cái cây nến giảm ngày hôm trước thì nó sẽ xác nhận cho chúng ta là cái vùng này nó đã hấp thụ xong và ngày hôm nay thị trường nó được mở biên lên mở biên lên thanh khoản lớn nó hấp thụ toàn bộ lực cung ở cái vùng 1270 1280 này luôn và thậm chí nó sẽ hấp thụ tiếp ngày mai ngày kia lực cầu nó có thể đẩy vào tiếp để nó hấp thụ những cái vùng lực cung trên 1290 1300 đấy nên là hiện tại thị trường nó vẫn đang ở một cái vùng nó hấp thụ lực cung thôi và chúng ta sẽ phải xem xét là ở cái vùng nào mà nó có những cái trạng thái của những cái phiên lực cung nó xuất hiện ấy thì tại những cái vùng đấy thị trường nó dễ nó sẽ lại có những cái cú điều chỉnh giống như là trong những nhịp này. Đây mình lấy ví dụ này. Đây, thị trường này kéo lên này. Mặc dù nó có những cái phiên mở biên lên rất là đẹp, nhưng mà nó cũng chỉ là những cái trạng thái hấp thụ lực cung thôi. Nếu như mà chúng ta nhìn sau những phiên những phiên sau ấy mà nó có những cái phiên như thế này thì có nghĩa là sao? Lực cung vẫn còn. Hay là ví dụ như thế này. Đấy lực cung vẫn còn. Còn đây là những cái phiên xác nhận này. Thì những viên sau này rất là đẹp. Đấy, cứ bắt đầu đạp xuống tí lại có rút chân, đạp xuống tí lại rút chân, đạp xuống tí lại rút chân và sau đó lại bùng nổ. Thì lúc đấy chắc chắn thị trường của chúng ta nó đã vào sóng rồi. Hay là những cái trạng thái thị trường như thế này cũng thế này. Mặc dù ở đây. Đây các chị nhìn đã. Thời điểm này. Thời điểm này đây nó cũng có những cái trạng thái thị trường mở biên thành quả rất lớn nhưng mà chúng ta nhìn những phiên sau này gần như là nó có những cái cây nến nó thể hiện là có cái lực cung quay trở lại thì chắc chắn sau đó nó sẽ phải bị điều chỉnh tiếp để nó đi lên nên có nghĩa là nó phải hấp thụ tiếp ấy. đấy và chúng ta nhìn ở những cái trạng thái này đặc điểm chung của nó là gì đây đây cũng thế này đây cũng thế này nó có những cái trạng thái phiên mở biên lên thanh khoản lớn nhưng mà sau đó nó vẫn điều chỉnh đây cũng thế này sau đó nó vẫn điều chỉnh. đặc điểm chung của những cái trạng thái như vậy là nó không được kéo lên từ những cổ phiếu dẫn dắt, nó không được kéo lên từ sóng ngành dẫn dắt. đấy và nếu mà không có sóng ngành dẫn dắt thì khả năng cao nó sẽ vẫn phải điều chỉnh. đấy hoặc là nó có sóng ngành dẫn dắt rồi nhưng mà nó không được kéo lên bởi sóng ngành dẫn dắt mà nó chỉ là những cái trạng thái bùng nổ lên của những cái cổ phiếu mà nó nó ăn theo thôi. ví dụ như là những cái dịp này là những cái trạng thái bùng nổ lên của những cổ phiếu chứng khoán nhưng mà đoạn đấy nó chưa phải là nó chưa phải là sóng dẫn dắt mà nó chỉ là bùng nổ lên đồng loạt thôi các cổ phiếu chứng khoán đều bùng nổ hay là đoạn này cũng thế này đây mình sẽ lấy luôn cho các anh chị về hình ảnh cho các anh chị thấy nó cho nó dễ hiểu thời điểm này Đấy, cái thời điểm này là một cái sóng chứng khoán đây cái nhịp này thị trường kéo lên hoàn toàn là bởi sóng chứng khoán kéo lên khi mà những cổ phiếu như là vci bsi fts dòng tiền nó cứ lần lượt lần lượt lần lượt đổ vào nhưng mà đến lúc thị trường nó mở biên thế này thì nó lại đến từ những cái trạng thái của cổ phiếu bất động sản trước đó nó không có sóng nhé mà nó chỉ là những cái trạng thái nó ăn theo thôi và nó bùng nổ lên và tất cả các cổ phiếu bất động sản nó đều bùng nổ lên đấy, tất cả nó đều bùng nổ lên trong một phiên thì sau đó chúng ta nhìn này nó rất dễ nó sẽ phải bị tét lại nó rất dễ nó sẽ bị bị tét lại nên là chúng ta phải chú ý nhá hay là kể cả những cái đoạn này cũng thế này đấy thị trường này nó có hồi lên này toàn những cổ phiếu bất động sản nó kéo lên thì sau đó nó vẫn bị test lại là bình thường bởi vì là những cổ phiếu đấy nó chưa phải là những cổ phiếu dẫn dắt thị trường đấy, nên là trong cái giai đoạn này của chúng ta chúng ta sẽ áp luôn vào hiện tại này nếu như mà sắp tới hoặc là ngày mai ngày kia đi thị trường của chúng ta lại tiếp tục mở biên và kéo lên mà nó không được kéo bởi những cổ phiếu dẫn dắt như là nhóm banh mà nó toàn được kéo lên bởi sự bùng nổ lên đồng loạt của nhóm bất động sản hoặc sự bùng nổ lên đồng loạt của nhóm chứng khoán hoặc sự bùng nổ lên đồng loạt của các cổ phiếu trụ thì lúc đấy khả năng cao là thị trường chúng ta nó sẽ sắp chỉ Đấy, và những cái cú bùng nổ như vậy là những cái cú mà chúng ta chốt lời đối với những cái cổ phiếu bùng nổ sau nha các anh chị chú ý cho mình nhá đấy là một cái lưu ý số 1 lưu ý số 1 đó chính là nếu như mà các cổ phiếu các nhóm ngành không phải là nhóm ngành dẫn dắt mà nó đều bùng nổ lên trong một phiên và đặc biệt là thời điểm đấy thị trường lại đang ở treo ở cái vùng cao nữa thì khả năng cao đoạn sau đó thị trường nó sẽ tét và các cổ phiếu đấy nó cũng sẽ bị tét nên là các anh chị hãy chú ý cho mình những cái cổ phiếu như vậy Hãy chốt lở. Đấy là một cái lưu ý mà mình muốn cho các anh chị uh, chú ý Đây, nếu mà kéo không có banh Thì chúng ta sẽ phải cẩn thận test Và nếu bùng nổ đồng loạt Thì chưa chắc nó đã là sóng các anh chị phải lưu ý nhá Như nhóm banh ấy, chúng ta phải nhìn này Nhóm banh giai đoạn vừa rồi CTG là leader kéo lên trước Sau đó đến những cổ phiếu như là ACB Sau đó đến những cổ phiếu như là STB sau đó đến những cổ phiếu như là MB Bank và sau đó là những cổ phiếu như này MSB nó có cái sự liên tiếp đấy và nó không kéo lên trong cùng một phiên và dòng tiền nó lựa chọn từng cổ phiếu từng cổ phiếu một đấy nó sẽ kéo lên từ 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 thì nó sẽ hình thành lên một con sóng đấy, giống như là những cái trạng thái này của thị trường cũng thế sóng banh này cũng thế này bắt đầu bằng những cổ phiếu như là BID Đâu rồi bắt đầu bằng những trạng thái của cổ phiếu BID kéo thị trường này đi lên là cổ phiếu leader sau đó sẽ là những cổ phiếu như là MV Bank hay là ACB, Đấy, những cái điểm bùng nổ nó không không bùng nổ trong cùng một phiên mà nó có cái sự uh, liên tiếp liên tiếp, Đấy, ngày cổ phiếu này, ngày cổ phiếu kia thì nó sẽ hình thành một con sóng. Còn những cái trạng thái này này, các chị nhìn này cũng là một phiên bùng nổ của thị trường nhá. Phiên này cũng là một phiên mà thị trường tăng 18 điểm, thanh khoản cực lớn, nhưng mà chúng ta nhìn dòng tiền đều đến từ những cổ phiếu chứng khoán. Đoạn này chứng khoán chưa phải là sóng nó còn chưa hình thành một cái sóng nào của chứng khoán hay là của banh hay là của bất động sản gì cả đấy và chứng khoán đều bùng nổ lên đồng loạt thì đồng nghĩa với việc là những con này chưa chắc nó đã nó đã vào sóng đâu và những cái điểm bùng nổ này, này có thể nó sẽ là những cái điểm để chúng ta chốt lời thôi bởi vì sau đó thị trường nó sẽ còn điều chỉnh nữa đấy, nếu mà thị trường được kéo lên mà nó không có sóng dòng mà nó đều gọi là kéo lên bởi những cái cổ phiếu trong cùng một ngành nó bùng nổ lên trong một phiên thôi nó thể hiện một cái trạng thái fomo ấy đấy bây giờ là đang có sự fomo rồi đấy nên là ví dụ này chúng ta nhìn này SSI này bùng nổ lên này Và những phiên sau nó không có một cái trạng thái tiếp diễn của dòng tiền Thì rất dễ những con này nó sẽ bị đạp tiếp Đấy và những cái thời điểm này chúng ta nên chốt ở những cái pha bùng lên thế này Là hợp lý Nha. Đấy còn những cổ phiếu banh mà nó đang có sóng ấy Bùng nổ lên cái gì đừng có chốt vội Nó đang là những cổ phiếu khỏe Còn những cái cổ phiếu mà nó không phải sóng ấy. Ví dụ như là KDH đi Mình lấy bất động sản cũng là như thế Còn KDH này mình đã canh nó từ những cái vùng 35 này Lên đến 36, 37 này vẫn mua và thậm chí cái vùng mua gần nhất ấy, là cái vùng mua ATC ngày hôm qua. Nhưng mà cái vùng mua ATC ngày hôm qua, ấy, bản chất là mình chỉ đợi một cái pha bùng nổ nó lên thôi và chốt. Đấy, quan trọng là thế thôi, bởi vì mình biết là khi mà thị trường này được kéo lên cao ấy, những cái cổ phiếu là bùng nổ, ấy, chưa chắc nó đã là cái điểm xác nhận sóng của nó, mà nó sẽ còn phải test lại nữa. Đấy, nên là các anh chị chú ý nhé. Như KDH này này, bùng nổ mà trong những phiên tới nó không có một cái sự tiếp diễn, ví dụ phiên ngày mai nó lại quay về 39 ấy, thì thôi lúc ấy các anh chị chốt hết cho mình nhá rất dễ là nó sẽ còn điều chỉnh và chúng ta sẽ tận dụng những cái pha bùng nổ thế này để chúng ta chốt lời thôi như hdg cũng thế này nó chưa có sóng mạnh nó chưa có sóng bất động sản ấy thì những cái pha bùng nổ lên nó chỉ là những cái điểm chốt lời thôi Đó. hay là các anh chị nào mà đánh mbs ấy thì các anh chị cũng hoàn toàn có thể chốt ở những cái trạng thái mbs thế này được nhá chúng ta sẽ xem xét một hai phiên sau nếu mà nó không có một cái trạng thái dòng tiền nó nó tiếp tục nó đổ vào banh à, mbs ấy, thì các anh chị hãy lưu ý chốt cho mình nhé Bởi vì là những cái trạng thái mà nó không đi theo sóng dòng cái này này mà nó bùng nổ lên trong một phiên ấy thì rất dễ là nó sẽ còn phải test nữa. Thì đấy là một số những cái lưu ý để các anh chị có thể uh, tận dụng được những cái nhịp này thôi nhé lưu ý. Giống như là những cái nhịp này các anh chị nhìn này. Đây, điểm này có phải là một điểm bùng nổ không? Quá đẹp chứ. Chúng ta nhìn điểm này là một điểm bùng nổ quá đẹp chứ. Nhưng mà sau đó chúng ta nhìn này. Đấy nó không có một cái sự tiếp diễn mà nó còn lại bị bán ngược thì chắc chắn là nó sẽ còn phải test rất là lâu. Test rất là lâu. Đấy. và sau đó chúng ta nhìn này Banh bắt đầu vào sóng đấy. Và sau những cái nhịp test thế này này Lúc đấy nó mới bắt đầu có cái trạng thái của sóng dòng đi lên Hoặc là nó có cái trạng thái của siêu cổ phiếu đi lên Nên là các anh chị cũng phải lưu ý cho mình một cái trường hợp nữa Đó chính là Vừa mình có đề cập ấy, là nếu mà thị trường được kéo lên Thì nó sẽ được kéo lên bởi nhóm banh thôi Thì nó sẽ là tốt nhá Nếu mà nó được kéo lên bởi banh tiếp Thì cái vùng 1.300 này nó sẽ vượt rất là nhanh Còn không mà nó không được kéo lên bởi banh Thì chúng ta phải cẩn thận đấy không 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 kéo lên máy banh phải cẩn thận và sau những cái nhịp test thế này đấy, nó sẽ bắt đầu nó xuất hiện những cái siêu cổ phiếu đấy và lúc này này nó mới bắt đầu là xuất hiện là sóng mới nó có bắt đầu từ đây hay không nhé sóng mới nó có bắt đầu từ đây hay không mình lấy ví dụ nhịp này đấy, nhịp này sóng chứng khoán nó đã kéo hết một nhịp ở đây rồi và đoạn này nó cũng kéo thêm rồi nghĩa là sóng chứng khoán nó đang khá là khỏe rồi đấy thì nhịp này chúng ta phải nhìn này SSI Đây có phải là sóng chứng khoán không? Đây Thị trường vượt đỉnh này Thì nó phải làm sao? Nó phải được kéo lên từ sóng Nó phải được kéo lên từ những cổ phiếu chứng khoán Đấy, nó phải được kéo lên từ những cổ phiếu chứng khoán Và sóng chứng khoán Và sau những cái nhịp test thế này Nó sẽ bắt đầu nó có những cái trạng thái của sóng dòng mới Hoặc những cái siêu cổ phiếu mới Ví dụ như là trong cái đoạn này Nó xuất hiện những cái sóng dòng mới của nhóm Ờ... Uh, blue chip ấy, những cổ phiếu như là DGC hay là FPT nó đều bùng nổ lên từ những cái thời điểm này. Đấy, cái thời điểm này, những cổ phiếu như là DGC hay là FPT nó đều bùng nổ lên và nó vào sóng. Đấy. thì cái việc mà nó có hình thành sóng mới hay không ấy, nó sẽ phải sau một cái quá trình test lại nhá. Chứ hiếm khi mà nó gọi là gì? Nó vào sóng từ những cái lúc mà thị trường nó đang treo ở vùng cao này lắm. Nên là các anh chị lưu ý cho mình. Đấy, cái vấn đề lưu ý tiếp theo đó chính là khi mà thị trường nó đang hưng phấn thế này thì cái nhóm nào mà nó Bùng lên ấy, chưa chắc cái nhóm đấy nó đã là sóng đâu Mà nó chỉ là những cái điểm để chúng ta chốt lời thôi Nên là hiện tại thì chúng ta chỉ có mỗi nhóm Nhóm banh thôi nhá đó. Nên là cái chị phải chú ý cho mình một cái Tín hiệu đó chính là Cái điểm mà chúng ta Gọi là Những cái trạng thái bùng nổ Nào nó là bùng nổ thành công Và cái trạng thái bùng nổ nào nó là những cái trạng thái bùng nổ để chúng ta chốt lời Đấy để, để chúng ta chú ý Ví dụ này, những cái trạng thái bùng nổ thành công ấy thì nó phải có cái sự tiếp diễn như thế này, nhá, thì nó rất là đẹp. Còn nếu mà bùng nổ thất bại, nó sẽ đi theo cái kiểu ví dụ như là KDH, ngày mai ngày kia nó lại chững chững lại ở những vùng này, nó không có nó không có một cái sự tiếp diễn luôn đấy. thì chắc chắn những con này nó sẽ còn phải test lại. thì những cái trạng thái đấy chúng ta nên chốt lời, nên chốt lời. mình khuyên thật là như thế. Ờ, hay là những cái trạng thái của cổ phiếu vừa rồi đấy, KDH ở đây này, đây, chúng ta thấy này bùng nổ lên này và những phiên sau gần như là nó không có một cái trạng thái gọi là tiếp diễn mà ngay lập tức nó lại còn bị điều chỉnh ngay ở bên trong ngay ngày sau nó còn lại bị điều chỉnh nữa thì những cái trạng thái này nó không phải là những cái trạng thái bùng nổ đẹp nhá nó đã bùng nổ khỏe ấy, là nó sẽ phải đi thẳng lên luôn được chưa nên là các anh chị phải chú ý cho mình Đấy. trong cùng một cái thời điểm này tại sao vick bùng nổ và nó đi lên luôn còn những cái con như là kdh này mặc dù bùng nổ trước nhưng mà sau đó này Đấy, kdh cũng bùng này nhưng mà sau đó này, hai phiên sau này nhìn thế này là biết yếu và sau đó cũng gần như là không tăng còn vick ấy, cũng phiên này là phiên bùng nổ của nó này vick phiên này cũng là một phiên bùng nổ nhé nhưng mà nó vào sóng rất là mạnh đấy vick này bởi vì là sao thứ nhất là nó đã có cái sóng ngành dẫn dắt của nó rồi nó là sóng chứng khoán nó đang là cái cổ phiếu trong sóng ngành dẫn dắt thì nó sẽ bùng nổ lên rất là khỏe và chúng ta nhìn ấy, phiên sau gần như là nó không có một cái trạng thái nào gọi là một cái trạng thái nó nó yếu cả nó là một cái trạng thái tiếp diễn luôn thì những con này nó sẽ là những cái siêu cổ phiếu đấy nên là chúng ta phải chú ý cho mình là trạng thái nào là trạng thái bùng nổ thành công và trạng thái nào là cái trạng thái bùng nổ nó nó thất bại thì chúng ta phải phải chú ý nhá và phải linh hoạt đấy, linh hoạt để chúng ta chốt lời đó ví dụ như là HDC là ngày hôm nay cũng là một phiên bùng lên của nó này nhưng mà chúng ta cũng chú ý là xem những phiên sau nhé nếu mà nó cứ cân bằng ở những cái vùng này thì khả năng nó sẽ còn phải test lại và trừ khi mà nó gọi là bùng một cây thứ hai nữa đi thì có thể nó sẽ là những cái cổ phiếu mà nó vào một pha chạy điên bùng cây thứ hai thì chúng ta có thể xem xét để để đánh cược Đấy. MBS cũng vậy này nếu mà ngày mai ngày kia mà nó lại cân bằng ở dưới 31 thì thì mình nghĩ là các anh chị nên chốt lời bởi vì nó cũng làm gì có sóng đâu Đấy. và thị trường này để những cái trạng thái của bất động sản này ví dụ này bây giờ bất động sản ấy mà muốn vào sóng ấy thì mình cho rằng này nó sẽ cần phải một cái thời điểm mà thị trường nó phải test lại ở đoạn sau này và những cái con này nó cũng sẽ phải test lại cân bằng và sau đó nó bùng nổ ở những cái thời điểm mà thị trường nó đang cân bằng thì nó mới là những cái điểm bùng nổ đẹp mình lấy ví dụ ở đây này, lv những cái thời điểm này nó bùng nổ mới là những cái điểm bùng nổ đẹp chứ đây cũng là cái thời điểm thị trường nó được kéo lên rất là cao và cái phiên này là một cái phiên mà thị trường cũng mở biên mở gáp nhưng mà sau đó chúng ta nhìn này lực cung bắt đầu xuất hiện và nó bị bán ngược lại và sau đó nó vào một cái pha test một pha test này thì trong cái nhịp test đấy chúng ta thấy là LV banh bùng nổ, HTN bùng nổ, HSG bùng nổ, HDC bùng nổ thì lúc đấy những cổ phiếu đấy nó sẽ vào sóng và những cái sóng của nó ấy, nó sẽ chạy rất là khỏe. Đó. Chứ chúng ta mua những cái cây mà nó bùng nổ ở đây này, chưa chắc chúng ta đã ăn đâu. Đấy, chưa chắc chúng ta đã có ăn đâu. Nên là các anh chị phải chú ý cho mình là những cái thời điểm mà thị trường nó điều chỉnh cân bằng, nó bùng nổ lên nó mới là đẹp nhất nhá. Chứ thị trường này chúng ta nhìn đoạn nào nó cũng sẽ đánh theo cái kiểu vậy thôi à, đây đánh theo kiểu vậy này đây là một pha test này bắt đầu có lực cung ảo ra này bắt đầu có lực cầu đỡ này Đấy, lực cung yếu này thì chúng ta thấy này lực cầu lại tiếp tục đổ vào và sau những cái phiên lực cầu đổ vào này chúng ta nhìn này nếu mà nó tiếp tục là những cái trạng thái mà nó kéo lên dưới như thế này thì khả năng là nó sẽ còn kéo lên cao nữa bởi vì xung lực nó đang khỏe mà nó đang có cái sự tiếp diễn tốt và nó đang có cái trạng thái của sóng dòng nó kéo lên tiếp thì nó sẽ còn kéo lên ở những cái vùng cao hơn để nó test và đến những cái thời điểm mà nó bùng nổ ấy mà nó lại không có cái trạng thái sóng dòng hỗ trợ thì chắc chắn nó sẽ còn test và những cái nhịp test này nó sẽ là cơ hội nhé test nó sẽ là cơ hội kể cả test ngắn hay test dài thì nó đều là như thế hay kể cả nhịp này chúng ta nhìn này, bùng nổ vượt nền tảng vượt đỉnh luôn nhưng mà sau đó này cái nhịp này nó mới là nhịp sóng chứng khoán này bởi vì sao bởi vì bởi vì cái nhịp này nó kéo lên nó không đi kèm với sóng dòng nào cả chúng ta nhìn những cái cổ phiếu chứng khoán nó đều bùng nổ hết trong một phiên này như là ssi này shs này đều bùng nổ hết trong một phiên này ssi này nó nên là bùng nổ hết trong một phiên thì chưa chắc đã đẹp đâu các anh chị ạ đây và nó không hình thành lên một sóng dòng đâu sóng dòng nó phải có một cái sự luân phiên đây đây là một cái phiên mà những cổ phiếu như là chứng khoán tăng trần hết bùng nổ hết nhưng mà sau đó gần như là nó sẽ cần phải test lại Nên nó sẽ chỉ kéo lên được một đoạn nữa thôi Và nó lại test lại Và những cái thời điểm mà chứng khoán nó thật sự vào sóng ấy Nó là những cái thời điểm này Khi mà SSI &E bùng nổ này đấy, những cái cổ phiếu ở đoạn này là FTS này Hay ở đây sẽ có SHS này Đấy, nói chung là các cổ phiếu chứng khoán Nó cứ từng ngày, từng ngày, từng ngày, từng ngày một Thị trường nó cứ cân bằng, cân bằng, cân bằng Thì những cổ phiếu chứng khoán nó cứ dần dần bùng nổ, bùng nổ, bùng nổ Lúc đấy nó mới là sóng Còn những cái nhịp này cùng bùng nổ lên trong một phiên Không phải là sóng và cái đoạn này thị trường bản chất nó kéo lên ấy Nó chỉ là kéo lên bởi những cái cổ phiếu trụ thôi Và nó kéo lên bởi những cái cổ phiếu leader như là HPG Đoạn đấy chỉ có mỗi leader HPG là được kéo lên Nên là thị trường đoạn này kéo lên ấy Kéo lên xong gặp được cung phát test lại là bình thường nhá Nên là thị trường của chúng ta cũng vậy Bây giờ cũng vậy này Kéo lên mà không có sóng dòng Không có nhóm banh kéo lên Thì chắc chắn là sẽ có test Và test lại nó sẽ là cái cơ hội cho chúng ta Mua những cái cổ phiếu gọi là mua những cái cổ phiếu nó có cái tiềm năng dẫn sóng nhịp sóng nha chúng ta chú ý nha đấy đây là một số những cái lưu ý với các anh chị này đấy, nên là chốt lại chốt lại để cho các anh chị nhớ này nếu mà thị trường tiếp tục kéo thì các anh chị hãy chú ý cho mình là cứ sóng dòng mà đánh cứ banh mà đánh để chờ bây giờ các anh chị mà muốn tận dụng một cái nhịp kéo này của thị trường ấy mà thị trường nó tiếp tục kéo ấy thì các anh chị một là các anh chị sẽ tiếp tục mua những cổ phiếu banh để nó tiếp tục được kéo hai là chúng ta sẽ căn những cái cổ phiếu mà nó đang có cái nền tốt và nó có thể nó sẽ có những cái điểm bùng nổ nó sẽ có những cái điểm bùng nổ nhá để chúng ta sẽ đánh ngắn và chốt lời mình lấy ví dụ này MWG đoạn này cũng rất dễ là ngày mai nó sẽ có những cái điểm bùng nổ Đấy. nó mà bùng nổ lên thì nó cũng sẽ là những cái điểm mà chúng ta đánh để chốt thôi những cái điểm bùng nổ lên này để đánh để chốt bởi vì là thị trường mà nó bùng nổ lên ở những cái vùng cao cao này là chúng ta nên 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 lưu ý và chốt lời. Đấy và đánh ngắn thôi. Hay là BCM của thế này. Những con này rất dễ là nó sẽ được kéo lên khi mà thị trường hưng phấn bùng nổ đấy. Và thậm chí là thị trường này nó còn mở biên kéo những con như là MWG hay là BCM những con trụ ấy thì những cái thị trường này nó sẽ được kéo lên rất là nhiều điểm. Nên là chúng ta chú ý một cái kịch bản như thế nhá. Còn cái kịch bản test lại thế này thì là một cái kịch bản ngon nhất để chúng ta có thể săn được một sóng ngành mới và săn được một cái siêu cổ phiếu mới. Các anh chị lưu ý cho mình nhá. Đó thì đấy là là toàn bộ những cái nội dung những cái phân tích về các anh chị về thị trường chung. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau uh, trao đổi về cổ phiếu một chút. Cổ phiếu thì ngày hôm nay chúng ta thấy là bất động sản thì có HDC tăng trần và những cổ phiếu bất động sản khác thì bật tăng lên như là KDH hay là Nam Long thì mình thấy là hay là HDG thì tạm thời nó đang là khá là ổn nhé khá là ổn thôi. Phải xem xét là nó có cái dòng tiền nó đổ vào liên tiếp hay không. Còn bây giờ mình thấy là nó đang ở trên cao để bùng nổ lên thì khả năng là nó sẽ còn test lại thì chúng ta cứ lưu ý nếu mà những cái trạng thái như KDH này này ngày mai mà không giữ được trên 39 gọi là giữ quanh 39 này. mà không không lấp bù cho mình được một cái cây giảm này, một cái trạng thái bị bán ngược này, thì khả năng là chúng ta sẽ phải chốt lời nhé sẽ phải chốt lời hay kể cả SSI thì cũng thế này ngày hôm nay bùng lên này ngày mai ngày kia mà kiểu thế này đi linh sinh ở đây xong rồi lại giảm đi uh, nửa cái cây nến này thì thôi chắc chắn là những con này nó sẽ còn bị điều chỉnh nữa bởi vì bản chất nó không có sóng dọc msb cũng tương tự nhá Đấy, còn bây giờ là chúng ta sẽ chỉ tập trung vào sóng dòng thôi này. này stb này nhìn chưa sóng dòng nó khỏe thế này cơ mà bán nhá đây là cái điểm bán ngược này cùng là một điểm bùng nổ nhá các anh chị nhìn này đây là một điểm bùng nổ này nhưng mà những đoạn sau này, này nó không có cái sự tiếp diễn chưa có sóng dòng nó không có sự tiếp diễn nó sẽ còn bị rũ nữa và sau khi rũ xong này cũng là một cái phiên bị bán ngược này thậm chí là cái xung lực còn yếu hơn phiên trước nhưng mà sau đó này nó có sự tiếp diễn nó lấp luôn cái cây, nó lấp luôn cái phần giảm và sau đó nó lại tiếp tục có lực cầu vào. Mặc dù bị bán ngược nhưng mà những phiên sau nó lại tiếp tục có cái lực cầu vào. Thì những con này nó đang có cái xu lực đánh rất là khỏe. rất là khỏe luôn. Và các anh chị nào ở trong dung khuyến nghị của mình thì cũng cũng có đánh được những cái cổ phiếu như là STB rồi. Đó. Đây. Những cái trạng thái của nhóm banh này, mình đã đề cập với các anh chị từ ngày 20 tháng 9. Ờ, kê những vị thế MBB, MSB hay là STB hay là những cái phiên ngày hôm qua. Đấy chúng ta cũng có đề cập với nhau thì về việc nhồi STB về vùng 312 314 hay là chúng ta mua ATC cổ phiếu KDH để chúng ta có thể canh điểm nổ và chốt ngắn. Thì đấy là một số những cái uh, uh, một cái số những cái điểm mua mà mình có đề cập trong du khuyến nghị. Nên là các anh chị nào có trong du khuyến nghị thì có thể liên hệ với mình. chưa trong du khuyến nghị nhé thì có thể tham gia và liên hệ với mình thông qua số điện thoại thì mình sẽ hỗ trợ các anh chị vào du khuyến nghị để chúng ta có thể đồng hành với nhau giai đoạn tới và có thể tìm ra được những cái siêu cổ phiếu mà chúng ta đánh nhá ngày hôm nay đấy g này cũng bật lên này nhưng mà những cái điểm bật lên thế này thì mình đánh giá là để chốt nhá bật lên thế này là là để chốt ngày hôm nay có một số những cổ phiếu như DCM này cũng bật lên đấy thì những con này chúng ta lưu ý này trong những phiên tới mà nó bật lên thì chúng ta có hàng là chúng ta cũng chốt đấy, những con này thì gọi là có đánh thì đánh từ những phiên dưới này này và canh những cái điểm bật lên để chốt thôi hay là chúng ta thấy có PC1 cũng thế này từ vùng nền này các anh chị nào thích đánh từ những vùng nền trước này cũng được canh nếu mà nó nổ lên chúng ta sẽ chốt yeah. nha các anh chị chú ý cho mình hay là MWG vừa đề cập rồi này vpi này vpi ngày hôm nay mình cũng có đề cập các anh chị lấy vị thế để canh cái điểm nổ canh cái điểm nổ con này thì nó sẽ là con đi ngược thị trường này chúng ta lưu ý nhưng con đi ngược thị trường này có thể thị trường điều chỉnh con này nó vẫn cứ thế tăng nha yeah. những cổ phiếu đi ngược thì chúng ta lại có cách đánh khác có những cái cổ phiếu mà nó nó bùng nổ gọi là bùng nổ để kéo thị trường FOMO ấy thì những con đấy chúng ta sẽ chốt như là KDS này đang nằm trong cái tầm ngắm chốt đấy đang nằm trong cái tầm ngắm chốt chứ chưa thấy được cái sóng dòng của bất động sản chúng ta chưa thấy sóng dòng của bất động sản chỉ thấy sóng dòng của banh thôi và bây giờ thì cứ nếu mà thị trường tiếp tục kéo thì cứ thế banh cứ thế banh mà dã thôi để đánh ngắn đấy kể cả các anh chị mua đuổi banh được xong rồi hai ba ngày sau hàng về chốt lời là được cái thị trường mà kéo tiếp thì nó cứ kéo banh thôi mà nó kéo đến lúc nào các anh chị FOMO thì thôi BSR này mình hy vọng rằng đoạn này BSR chưa bùng nổ nhá mình hy vọng rằng là như thế tại sao mình lại nói như thế bởi vì đoạn này bùng nổ lên thì mình đánh giá là nó dễ là nó cược thì vẫn phải cược thôi nếu mà nó bùng nổ thì mình vẫn cược nhưng mà nó sẽ dễ nó sẽ dễ bị xì hơn và mình hy vọng rằng nó sẽ chưa bùng nổ mà nó sẽ chỉ kéo lên cho mình theo kiểu như thế này thôi này kéo lên thế này và nó sẽ có một cái nhịp rũ nữa và cái nhịp rũ này nó sẽ trùng với cái thời điểm mà thị trường bị test lại và những cái thời điểm mà thị trường nó đang cân bằng những con này bùng nổ lên ấy, thì lúc này chúng ta ôn in vào con này cũng được thật sự là như thế các chị phải lưu ý cho mình về những cái form của siêu cổ phiếu có tiềm năng như thế này nhé br này là những cái cổ phiếu nào nó có tiềm năng này. bây giờ các chị nào thích gom trước thì gom nó có tiềm năng thôi còn nó chưa có cái vận động chính xác nhưng mà nó sẽ kiểu như là viettel post này, này. Đấy, chúng ta để ý nó như viettel post này theo Post VTB ở đoạn này siêu cổ phiếu đây những cái nhịp này thị trường cũng có bùng nổ những con này nó cũng bùng cũng gọi là kéo lên nhưng mà mình hy vọng rằng là nó chưa bùng nổ ở những cái thời điểm mà thị trường nó, nó, đang hưng phấn này bởi vì những cái điểm bùng nổ như vậy rất dễ xịt và xịt xong ấy thì đánh nó sẽ nó sẽ phải mất thời gian lâu hơn để hấp thụ nhưng mà nếu mà nó kiểu nó chỉ kéo lên dần dần lên từ từ này và sau đó này, thị trường điều chỉnh nó cũng rũ theo cũng rũ theo nhé nó phải rũ theo và sau đó thị trường cân bằng này thì những con này nó bùng nổ trước thị trường Thì gần như là nó sẽ là siêu cổ phiếu Nên là BSR thì mình đang mong một cái form Mà nó đừng bùng nổ ở giai đoạn này yeah. Đấy ví dụ thị trường test lên 1290-1300 Và sau đó điều chỉnh Con này cũng kéo lên đến vùng đỉnh này Và điều chỉnh Thì nó sẽ là cái, cái trạng thái mình đánh giá là Nó sẽ là một siêu cổ phiếu đấy Chúng ta lưu ý ngày hôm nay thì mấy cái con đi ngược thì cũng bị à, yếu yếu đúng không cũng bị bán những con đi ngược thì nó sẽ không đi những cái pha tăng này thì nó sẽ không không ngon lắm đâu những cái pha tăng này thì nó sẽ chủ yếu đánh những cái con gọi là cổ phiếu nhóm 3 đấy cổ phiếu nhóm 3 đấy là những cái cổ phiếu có form nền tốt nó sẽ bật lên đúng. Ok các chị nhá Đấy nội dung ngày hôm nay thì mình cũng muốn trao đổi với các chị như vậy thôi Căn bản ấy là ngày hôm nay mình muốn trao đổi với các chị về một cái tư duy Đó chính là thị trường hiện tại ấy để nó được kéo lên chốt lại này để nó được kéo lên thì nó bắt buộc phải có bay đấy mình lấy ví dụ các trường hợp những cái trạng thái trong quá khứ rồi đấy đoạn nào kéo lên nó cũng phải có sóng dòng nó mới kéo được vào sóng đoạn này phải có sóng banh mới kéo được đoạn này phải có sóng chứng khoán quay trở lại nó mới kéo được nhá hay là đoạn này phải có sóng chứng khoán này nó mới bắt đầu vào sóng chứ trước đấy nó không có sóng chứng khoán gần như là nó kéo lên xong rồi nó lại bị tét đấy nên là để thị trường này nó vào một cái sóng mạnh luôn ấy thì nó bắt buộc phải có sóng dòng dẫn dắt và nếu như mà trong những phiên tới mà nhóm banh nó có cái trạng thái nó chững lại để nó nghỉ ngơi nó chững lại để nó nghỉ ngơi và nó phải test lại thêm thì khả năng thị trường của chúng ta nó cũng sẽ sẽ phải test lại đấy và chúng ta sẽ phải lưu ý là trong những cái trường hợp mà banh nó ngừng lại mà tự nhiên lúc đấy những cái cổ phiếu khác như là uh, bất động sản ngày hôm nay chứng khoán ngày hôm nay cũng bật rồi này hay là những cái cổ phiếu uh, có thể là cổ phiếu trụ đi hoặc là những cái cổ phiếu uh, bán lẻ mà nó bùng nổ lên thì những cái trường hợp đấy chúng ta phải lưu ý nhá nó cùng nhau bật nó cùng nhau bùng nổ lên ấy, thì có thể nó sẽ là những cái điểm mà để chúng ta gọi là nó thu hút chúng ta vào thôi và những cái điểm đấy là chúng ta sẽ săn nổ từ trước và đến lúc nó nổ lên chúng ta sẽ đánh ngắn và chốt nhá có lời phát là chốt luôn đấy, các anh chị lưu ý cho mình đấy là cái vấn đề thứ nhất về thị trường thứ hai là chúng ta sẽ canh những cái thời điểm mà thị trường nó điều chỉnh nếu mà nó có những cái nhịp tép này thì cái thời điểm đấy nó mới là cái thời điểm để siêu cổ phiếu xuất hạ xuất phát Đấy, và cái thời điểm mà thị trường nó điều chỉnh ấy nó mới là cái thời điểm để sóng ngành mới nó hình thành sóng mà nó đi lên chứ nó không phải là cái thời điểm mà thị trường nó đang kéo cao. Nên là các anh chị hãy lưu ý cho mình nha Đấy, tổng kết lại là như thế. Nên là trong giai đoạn hiện tại nếu mà các anh chị nào mà vẫn muốn tận dụng cái thị trường này nó đang có cái xung lực khỏe. Chúng ta có thể đánh ngắn với một số cổ phiếu nó đang có nền tốt để canh những cái pha bật lên và bật lên là để chốt đấy đấy là một cái cái tư duy mà mình muốn chia sẻ với các anh chị còn ngày hôm nay thì thật sự là bảo các anh chị điểm mua cổ phiếu thì khó nhé các anh chị nào muốn mua điểm muốn có điểm mua cổ phiếu thì tham gia vào dung khuyến nghị của mình nhé đấy, hiện tại thì mình đang có dung khuyến nghị trong dung khuyến nghị thì mình sẽ hỗ trợ các anh chị về uh, kịch bản thị trường về điểm mua cổ phiếu cũng như là về những cái buổi training nội bộ để cho các anh chị có thêm những cái kiến thức và có thêm những cái định hướng chúng ta có thể giao dịch một cách tốt nhất nhé ok ạ Vậy thì nội dung ngày hôm nay thì mình có trao đổi đến đây thôi nhé. Và hẹn gặp lại các anh chị trong những video sau khi mà chúng ta có thêm dự kiện. Thấy chưa? Đấy. À, cái đoạn này các anh chị cũng lưu ý cho mình là các anh chị nào muốn chốt lời thì chốt được nhá Muốn chốt lời thì chốt được. Nói chung là khi mà chúng ta đạt được cái giai đoạn này này, chúng ta đã đánh được từ những cái vùng đáy dưới này này, thì bây giờ có được những cái đệm lợi nhuận 10-20% ấy, chúng ta nên chốt đi được khoảng 30% tỷ lệ danh mục. Đấy, chốt đi để chúng ta cầm một ít tiền để cho nó thoải mái tinh thần cái đã. Đấy. còn đoạn sau chắc chắn là nó sẽ vẫn còn nhiều những cái trạng thái thị trường nó tích lũy, test lại và sẽ vẫn còn nhiều cái trạng thái siêu cổ phiếu nó vẫn còn chưa xuất hiện đâu. Đấy, nên là các anh chị mà vẫn còn cầm tiền ấy thì đoạn sau chúng ta sẽ tập trung cho những cái siêu cổ phiếu như vậy chúng ta đánh nó sẽ hiệu quả hơn nhiều, trong khi mà chúng ta cứ cố gắng để để để, để gọi là đánh cố vào trong những cái nhịp mà thị trường nó đang hưng phấn thế này làm gì cả. Nhá. còn các anh chị nào có nhu cầu muốn đánh ngắn thì ok. Đấy, trong Zoom hiện tại của mình, mình vẫn đề cập về một số những trường hợp để có thể đánh ngắn để tận dụng thị trường này. Đấy, nhưng mà cái quan trọng nhất vẫn là cái nhịp thị trường có test lại lần nữa. <cười> uh, <cười> đấy, ok các anh chị nhá Đấy, nên là các anh chị nào mà thấy video ngày hôm nay hay hữu ích cũng như là các cái video trước ấy để giúp các anh chị có thể kiếm được tiền đấy, những cái video trước mà nếu mà giúp được các anh chị kiếm được tiền thì các anh chị hãy like cho mình cũng như là bình luận những cái lời hay ý đẹp để ủng hộ kênh cho mình với nhá. Ok các anh chị nhá. Uh, ok ạ, à, vậy thì em xin phép kết thúc cái buổi chia sẻ tại đây và hẹn gặp lại các anh chị trong những video sau. Bye bye mọi người. Bye bye.